Nhạn nằm bên bờ bắc sông Đà, thuộc thành phố Tuy Hòa. Trên núi có một ngôi tháp cổ của người Chăm, tương truyền được xây dựng vào thế kỷ thứ 11. Trải qua mưa nắng thời gian cùng bom đạn chiến tranh, ngôi tháp đã ít nhiều bị hư hại dù đã được trùng tu lại. Nằm giữa cái ồn ào náo nhiệt của một thành phố đang không ngừng mở rộng, tháp Nhạn trở thành nơi hội tụ ba yếu tố cảnh quan, văn hóa và tâm linh, tạo ra một điểm nhấn cho không gian đô thị, một nét duyên cho Tuy Hòa. Tháp Nhạn là một trong nhiều minh chứng cho bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Cha cậu tầm dài quần nào thì ám mừng tầm lo hại nào xem cài thì ám mừng đi cha cậu tầm thái quần nào thì ám mừng tầm lo hại nào xem cài thì ám mừng lê gồm cây ôm dài ta hoa cây ngáp dài lê gồm ôm dài ca hoa cây ngáp dài kia nào bộ say bay ta đầm lại hú mừng kia nào bộ say bay ta đầm lại hú mừng ngày ni tai mô ia nào mà hi chào ta gồm ia gắng ni xa gồm ô cây mà ta ngày ni tai mu yên nào mà nhị chào ta gồm ia gắn ni xa gờ gồm ô cây mà ta ôm tô cây hú năng